Thưa quý vị, năm 2023, thành phố Đà Nẵng thực hiện chủ đề năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Theo đó, các cơ quan địa phương đơn vị trên địa bàn thành phố cũng đã lên kế hoạch hành động cụ thể nhằm thực hiện tốt chủ đề năm 2023, năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Nhân dịp đầu xuân mới Quý Mão 2023, phóng viên thời sự Đà Nẵng TV có cuộc trao đổi với ông Vũ Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng để chia sẻ giải pháp thúc đẩy thu hút đầu tư, tạo các nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế thành phố. Vâng, trước hết xin được cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia cuộc trao đổi với Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Câu hỏi đầu tiên xin ông cho biết là Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng đã đặt ra những cái mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm như thế nào để thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2023 của thành phố Đà Nẵng thưa ông? Ủy ban thành phố Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch số 17, trong đó triển khai thực hiện cái năm chủ đề là năm tập trung khơi thông nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội của thành phố Đà Nẵng trong năm 2023. Thì trong đó ban quản lý xác định được cái vai trò của mình, do đó là cái chủ trương này được chúng tôi thực hiện bốn cái nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất là để đẩy mạnh xúc tiến thu hút đầu tư, chủ động tiếp cận với các nhà đầu tư tiềm năng, đặc biệt là những cái nhà đầu tư có những cơ hội lớn vào khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố, và tích cực hỗ trợ các nhà đầu tư chiến lược đã có những dự án tại thành phố mở rộng sản xuất kinh doanh. Cái nhiệm vụ thứ hai là tập trung đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu công nghệ cao và các khu công nghiệp, rà soát thu hồi các dự án chậm triển khai hoặc đầu tư không đúng mục đích trong khu công nghệ cao và các khu công nghiệp để bố trí cho các cái doanh nghiệp có nhu cầu mặt bằng sản xuất và tạo điều kiện thu hút dự án sản xuất lớn. Nhiệm vụ thứ ba là hoàn thành các cái thủ tục để tiến hành thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đối với các khu công nghiệp mới, đó là Hòa Ninh, Hòa Nhơn và Hòa Cầm giai đoạn 2. Và nhiệm vụ cuối cùng là chúng tôi tiếp tục đề xuất và triển khai các cái chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh cho các cái doanh nghiệp đã và đang hoạt động trong khu công nghiệp và đảm bảo đời sống cho người lao động. Để thực hiện những nhiệm vụ đó thì Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng đánh giá những cái thuận lợi và những khó khăn trong thời gian đấy là như thế nào thưa ông? Chúng tôi nhận thấy rằng là để thực hiện cái nhiệm vụ của năm 2023 thì Ban Quản lý cần được sự quan tâm và ủng hộ tạo điều kiện của lãnh đạo thành phố, và đặc biệt là sự phối hợp tích cực trách nhiệm từ các sở ngành của địa phương. Đó là sự thuận lợi rất là quan trọng giúp cho chúng tôi triển khai các cái nhiệm vụ của năm 2023. Một số nhiệm vụ trọng tâm thì đã được tập trung chuẩn bị từ năm ngoái, đã có ý nghĩa rất là lớn, đã hỗ trợ tạo tiền đề cho việc triển khai nhiệm vụ của năm 2023 được thuận lợi hơn. Bên cạnh đó thì các cái nhiệm vụ của năm 2023 liên quan đến nhiều lĩnh vực, đòi hỏi nguồn lực và sự quyết liệt, tập trung cao để tham mưu và triển khai thực hiện đạt kết quả. Đó cũng là những cái thách thức và yêu cầu đòi hỏi ban quản lý chúng tôi phải năng động, phải chuyên nghiệp hơn và hiệu quả trong cái hoạt động về quản lý, tham mưu. Có những nhiệm vụ lớn thì ban quản lý của tôi nhận định đây là sẽ rất là khó khăn. Tuy nhiên để thực hiện được các cái nhiệm vụ này thì ban quản lý của chúng tôi sẽ góp phần hoàn thành các cái mục tiêu chung của thành phố. Và đây cũng là động lực để tập thể ban quản lý chúng tôi phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Vâng thưa ông, thì trong việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đã đặt ra thì ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng có những kiến nghị đề xuất gì đối với các sở ban ngành cơ quan liên quan ở thành phố thưa ông? Ban của chúng tôi thì mong muốn được tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo thành phố và sự phối hợp có hiệu quả của các ngành địa phương và đặc biệt là các cái doanh nghiệp trên địa bàn thành phố để chúng tôi hoàn thành cái nhiệm vụ của năm 2023. Và để đạt được kết quả này thì chúng tôi cũng rất là mong muốn các cái cơ quan, các sở ngành tiếp tục hỗ trợ chúng tôi trong thời gian đến để hoàn thành cái nhiệm vụ của năm tập trung khơi thông các cái nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi ngày hôm nay và xin chúc cho ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp trong thời gian tới.